Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì đa số người bệnh hồi phục hoàn toàn sau khi mắc COVID-19, nhưng có khoảng từ 10 đến 20% bị ảnh hưởng lâu dài. Đây được gọi là tình trạng hậu COVID-19. Hậu COVID-19 ảnh hưởng sức khỏe người bệnh như thế nào? Giải pháp gì cho giai đoạn này? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Minh Đức, số ca đến thăm khám điều trị về các vấn đề hậu COVID-19 thời gian gần đây khá phổ biến. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Vũ, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Minh Đức, các bệnh nhân đến khám có nhiều độ tuổi khác nhau, các biểu hiện hậu COVID-19 cũng khá đa dạng và tác động cũng khác nhau ở từng bệnh nhân. Trước Tết Nguyên đán thì mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng một vài bệnh nhân, nhưng mà sau Tết thì cái số lượng bệnh nhân đến khám vì các triệu chứng hậu COVID ngày một nhiều. Đa phần bệnh nhân đến khám vì những biểu hiện hậu COVID như là mệt mỏi, khó thở, tức ngực, ăn không ngon, ngủ, mất ngủ, đặc biệt là những cái triệu chứng mất ngủ, hồi hộp, tim đập nhanh, mất mùi vị, rồi lo lắng. Thật sự thì các triệu chứng hậu COVID á, người ta nên khuyên mình đi khám ở tất cả các bệnh nhân khoảng chừng 2 cho tới 4 tuần sau khi mà mình khỏi bệnh, tại vì những triệu chứng hậu COVID không chỉ gặp ở những bệnh nhân đã nhập viện, những bệnh nhân lúc bị bệnh có triệu chứng, mà còn có thể gặp ở bất kỳ bệnh nhân nào ở mọi lứa tuổi, ngay cả trẻ em hoặc là những bệnh nhân khi mà bị COVID không có triệu chứng thì vẫn có khả năng là bị những triệu chứng hậu COVID. Các biểu hiện này thường xuất hiện kéo dài sau khi người nhiễm mắc COVID-19, có thể kéo dài nhiều tuần hay nhiều tháng, hoặc xuất hiện sau từ 2 đến 4 tuần khỏi bệnh. Đặc biệt, không chỉ người mắc COVID-19 chuyển nặng mới bị hậu COVID-19, mà ngay cả những người mắc COVID-19 nhưng không biểu hiện hoặc biểu hiện bệnh nhẹ vẫn bị hậu COVID-19. Cái giai đoạn mà hậu COVID á, là sau khoảng 2 tuần á, thì có cái biểu hiện là mất ngủ, chứ khó, cũng cảm thấy là cái hơi của mình nói ra nó không có được đầy đặn như lúc trước á. Nó thỉnh thoảng nó bị hụt hơi, nếu như mà mình nói hơi cái hơi dài á, thì nó hụt hơi rồi nó rụng tóc nữa. Cho nên tôi đến Bệnh viện Minh Đức để khám và được bác sĩ Vũ ở Bệnh viện Minh Đức điều trị. Bác sĩ cho to một tuần thì tôi thấy sức khỏe mình nó ổn định lại. Sau khoảng một tháng khỏi bệnh nè, thì em bắt đầu thấy trong người nó thường xuyên hay uể oải, mệt mỏi vào buổi sáng. Bắt đầu khó ngủ, với ăn uống không được ngon hơn bình thường. Thì bác sĩ chẩn đoán là hậu COVID à. Thì cũng có tư vấn cho em là quá trình điều trị, chế độ chăm sóc nghỉ ngơi rồi. Mặc dù các biểu hiện hậu COVID-19 không quá trầm trộ, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, tình trạng sức khỏe dài lâu của người bệnh. Một khi không điều trị kịp thời sẽ để lại các tác động nguy hiểm, không hồi phục về sau. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh sau nhiễm COVID-19 nên điều chỉnh lối sống tích cực, lành mạnh, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là tập thở. Một khi có các biểu hiện dày hậu COVID-19 như khó thở, hụt hơi, choáng, đau đầu, tim đập nhanh, mất ngủ, nên đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời. Khi mà những cái biểu hiện của hậu COVID á, thì tất cả đều phải nên đi khám. Tại vì khi mà không đi khám, không đi tầm soát thì có thể để lại những cái hậu quả rất là trầm trọng. Thứ nhất là nó sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống. Tại vì bệnh nhân đến khám vì những triệu chứng lo lắng, mất ngủ, chất lượng cuộc sống giảm. Thứ hai là những triệu chứng về hô hấp, chẳng hạn như là rối loạn tim mạch, rồi tổn thương phổi, cần phải có sự kết hợp giữa bệnh nhân với bác sĩ để bác sĩ có thể tư vấn bệnh nhân điều trị để phục hồi. Nếu mà lâu dài thì mình có thể không điều trị thì có thể dẫn đến những cái hậu quả lâu dài không hồi phục được. Các giải pháp điều trị COVID-19 hiện nay chủ yếu là dựa trên biểu hiện lâm sàng của bệnh lý, chưa có phương pháp đặc hiệu và cũng chưa có nhiều nghiên cứu về những tác động dài lâu của COVID-19 lên người bị nhiễm bệnh. Vì thế, nếu chúng ta vẫn còn mang trạng thái chủ quan, xem việc nhiễm F0 là bình thường, không đáng lo, vì thấy có nhiều người quen của mình đã mắc bệnh mà vẫn khỏe mạnh, thì hãy thận trọng và cân nhắc lại. Bởi di chứng hậu COVID-19 là chưa thể nói trước. Cách tốt nhất để không bị di chứng COVID-19 đó là phòng ngừa tránh mắc bệnh COVID-19, tiêm vaccine, thực hiện 5K vẫn là tối cần thiết. Hiện tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, vì thế nếu đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Minh Đức, người bệnh có thể gọi đến tổng đài 1900 2110 của bệnh viện để được tư vấn đặt lịch trước
nhằm hạn chế nguy cơ tập trung đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh,